Xin chào mọi người đã đến với kênh Mỹ Tiên TV. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm thịt vịt kho với gừng nha mọi người nha. Thịt vịt kho với gừng là ăn hết một nồi cơm luôn á, rất là ngon luôn á mọi người. Thịt vịt này thì vịt nhà nuôi á mọi người, cho nên rất là an toàn luôn á. Rất là ngon nha. Giờ bắt đầu mình ướp thịt vịt nha mọi người. Nhiêu đây thì mình ướp khoảng 2 muỗng muối. 2 muỗng cà phê muối thôi nha mọi người nha. 1 muỗng cà phê bột ngọt. Đường thì mình cho nhiều, số lượng nhiều một chút xíu. Khoảng 4 muỗng đường. Tùy theo mọi người muốn ăn ngọt hay là muốn ăn lạt, muốn ăn mặn nha. 1 muỗng cà phê hạt nêm cà no. 1 muỗng ớt bột. Nửa muỗng thôi, tại vì nhà mình có em bé. Nửa muỗng thôi. Nước màu nữa nha mọi người. Tùy theo mình thích màu đậm hay màu lạc thì mình ướp cái màu nó cho nó đẹp á. Rồi sau đó mình trộn đều lên nha. Cho một ít nước mắm. Sau đó mình trộn đều lên. Đó, mọi người thấy màu đẹp chưa? Màu rất là đẹp luôn á. Như vậy là mình nêm đã đủ ăn, đã vừa ăn rồi đó. Nhưng mà ăn lát mà khi mà nó thịt nó chín rồi đó, mọi người có thể nếm lại và thiếu gia vị gì thì cho vô nha mọi người nha. Mình thì mình không có ướp tỏi, mình để tỏi với hành ở ngoài mình phi. Gừng nha mọi người, cái này là gừng mình đã gọt vỏ. Hành tím, tỏi với gừng băm nhuyễn luôn nha mọi người. Khi mà nồi đã nóng rồi đó, mọi người cho một ít dầu vào. Mọi người nên ăn dầu sim ly nha. Là sim ly tốt cho tim mạch hơn. Sau đó mình cho phần gừng với tỏi, hành tím, băm nhuyễn vào luôn. Bắt đầu mọi người thấy nó vàng lên như vậy nè, là mọi người bỏ cho thịt vào nha. Mọi người đừng để khét quá là nó sẽ bị. Sau đó mình trộn đều lên. Trộn đều cho đến khi nào mà mọi người thấy cái thịt nó thăn lại á, là chín cái bề mặt bên ngoài của cục thịt á. Rồi mọi người bắt đầu là cho nước vào nha. Cho phần gừng còn lại vào luôn nha mọi người. Lúc này mình có thể để lửa lớn lên. Nó còn đỏ đỏ như vậy mọi người đừng có chế nước vô nha. Là lúc đó thịt vịt nó sẽ bị hôi đó. Như thế nó không có giữ mùi thơm cho vịt nữa. Rồi bây giờ bắt đầu mọi người, hay khi mà thấy thịt nó đã hết cái màu đỏ đỏ rồi đó, thì mọi người cho nước vào. Mình cho nước vào nhập cục thịt luôn nha mọi người. Mình nấu trong khoảng 20 phút. Sau khi sôi lên á mọi người vớt bọt nha mọi người. Vớt cái phần bọt này nè, bỏ. Thì thịt vịt nó thấm, nó mềm vừa phải. Vớt vịt nha mọi người. Vịt mình có thể là nấu canh hoặc là để kho luôn nha mọi người nha. Rồi bắt đầu mình nếm lại coi nó đã đủ vừa ăn chưa. Ngon rồi đó mọi người ơi. Vừa ăn luôn á mọi người. Rồi chúc mọi người bữa ăn ngon miệng với lại cái món vịt kho rừng này nha mọi người.